Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với trại chim trĩ xuyên mộc. Thì cái video hôm nay thì em sẽ hướng dẫn mọi người cách nuôi đuông dừa cho người mới bắt đầu nuôi nha. Thì cái video đuông dừa thì bên em cũng đã làm nhiều rồi, thì bây giờ em cũng đã hướng dẫn cho những người mới bắt đầu. Thì để nuôi cái đuông dừa thì đầu tiên thì chúng ta cần có những cái vỏ trái dừa là cái nguyên liệu chính để dùng để nuôi đuông dừa nhé. Vỏ trái dừa tươi đó. Thì cái vỏ trái dừa này thì chúng ta băm nhỏ ra nhé. Như bên em thì bên em đang là băm những cái vỏ trái dừa ra thành những cái khúc nhỏ để tiện cho cái việc mà cái con đuông dừa nó sẽ ăn mà và nó phát triển nha, sớm hơn, phát triển nhanh hơn đó. Chúng ta băm càng nhỏ càng tốt nha. Việc này thì rất là đơn giản rồi, thì bên em cũng không có làm dài dòng, thì chúng ta nhìn thì chúng ta biết rồi. Thì bên em sẽ tua nhanh cái đoạn này nhé mọi người. Rồi sau khi mà băm thì sẽ được những cái sẽ được như cái thành phẩm như sau. Đấy, thành những cái khúc nhỏ. Băm những cái khúc nhỏ này thì chúng ta có những cái mà cái vỏ cứng ở phía trong trái dừa mọi người. Thì chúng ta nên lượm ra nhé. Chúng ta lượm và chúng ta gỡ ra. Đó, những cái mảnh cứng ở phía trong của cái vỏ trái dừa thì chúng ta cũng bỏ ra luôn. Tại vì những cái này không có tác dụng gì trong cái con đuông dừa, bỏ vào nó chỉ có choáng chỗ thôi. Thì chúng ta chịu khó chúng ta nhặt ra hết đi, nhặt bỏ. Chúng ta chỉ để cái phần vỏ ở ngoài thôi, phần vỏ phần sơ đó. Nhặt bỏ hết những cái đó nhé. Sau khi mà nhặt bỏ cái vỏ trái dừa này rồi á, thì chúng ta cái cần là chuẩn bị là 1 ký cám công nghiệp nhé. Cái cám này là cám gà hoặc là cám lợn, cái cám công nghiệp đó mọi người. Cái cám này thì mua thì tầm là 13 đến 14 ngàn 1 ký nhé. Thì chúng ta mua ở những cái tiệm thức ăn gia súc chỗ nào cũng có hết. Ok, chúng ta đã chuẩn bị 2 cái nguyên liệu đó rồi, một cái vỏ trái dừa thì chúng ta cho cái nước vào cái phần cám này. Chúng ta cho nước vào vừa đủ thôi nha, rồi chúng ta đã đánh tơi cái cám này ra cho nó mềm, cho nó tơi ra nha. Cái cho nước này thì chúng ta cần lưu ý không có cho nhão quá cũng như không có cho khô quá nha mọi người. Chúng ta tạo vừa đủ cái độ ẩm thôi. Tại vì cái lượng nước này sẽ quyết định cái độ ẩm của cái thùng nuôi của chúng ta. Chúng ta cho cái lượng nước vừa đủ thôi. Nhiều nước quá thì nó sẽ bị ngập úng và nó sẽ tạo ra những cái mùi hôi trong cái thời gian chúng ta nuôi. Chúng ta cho nó vừa cái độ ẩm thôi là được. Và đánh tơi cái cám này ra. Đó, đánh tơi dẻo ra. Rồi sau khi mà chúng ta đánh tơi cái cám rồi, đó, thì chúng ta tiến hành là chúng ta cho cái vỏ trái dừa mà lúc này chúng ta băm nhỏ ra đó, chúng ta cho vào trong cái cám này luôn nhé. Đó, chúng ta cho hết cái vỏ trái dừa vào. Bên em tại vì vừa làm vừa coi, vừa làm vừa quay nên nó video nó hơi hơi bị lắc chút xíu, nên mọi người cố gắng nhé. Nếu mà lúc trộn mà chúng ta thấy thiếu nước thì chúng ta cho thêm một ít nước vào để cho những cái cám này nó bám vào những cái vỏ trái dừa. Cái này là cái nguồn thức ăn cho cái con kiến vương.
để nó ăn và nó sẽ phát triển và sau đó nó sẽ sinh sản nha mọi người. Rồi sau khi chúng ta đã trộn hai cái hỗn hợp cám và vỏ trái dừa rồi thì chúng ta được cái hỗn hợp như vậy. Và cố gắng trộn đều nhé. Rồi sau khi mà trộn có cái hỗn hợp đó xong thì chúng ta chuẩn bị một cái thùng nhé, cái thùng, cái xô hoặc cái thau, chậu gì đó. Đó là tùy mọi người nuôi nuôi ở đâu thì chúng ta cũng được nhé. Chúng ta có thể tận dụng những cái thùng sơn nước, cái thùng bê đó, thì chúng ta nuôi cũng được. Còn bên em sẽ sử dụng cái xô này. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ cho cái hỗn hợp chúng ta vừa trộn vào lại vào cái thùng. Thì chúng ta bắt đầu nuôi nhé. Khi chúng ta cho vào rồi chúng ta trải đều ra và chúng ta sẽ tiến hành chúng ta nén chặt cái hỗn hợp này xuống đáy thùng nhé. Đó, chúng ta nhấn nén chặt xuống, càng chặt càng tốt nha mọi người. Ta cứ nén cứng xuống. Cứng xuống để những cái con đuông dừa nó sẽ đục xuống những thành những cái lỗ cái hang đó mọi người. Nó sẽ đào hang, nó sẽ chui xuống dưới này. Nhưng ta cần nó nén chặt xuống. Nó đào hang để đẻ trứng xuống dưới dưới cái hỗn hợp này. Sau khi mà chúng ta nén xuống rồi thì chúng ta sử dụng một vài cái vỏ trái dừa chúng ta xếp để trên mặt nha mọi người. Đó, mọi người cứ xếp cứ như video là được. Rất là đơn giản thôi chứ không có gì khó khăn mục đích để bỏ những cái này là chúng ta sẽ tạo những cái nơi trú ẩn cho những cái con mà kiến viên đực. Tại vì cái con đực thì nó rất là ít, khi mà đục hang thì nó sẽ trú ẩn ở đây đây. Còn chỉ những cái con cái á, thì nó sẽ đục lỗ nó hoặc là nó đào hang để nó chui xuống phía dưới để nó đẻ trứng. Rồi sau khi mà chúng ta đã xếp cái vỏ trái dừa rồi thì chúng ta tiến hành là cho con giống vào trong cái thùng này để chúng ta bắt đầu nuôi nha. Thì mỗi thùng như vậy á, thì chúng ta chỉ nên cho từ 10 đến 15 cặp giống vào để chúng ta nuôi thôi. Chúng ta không có nên nuôi dày quá. Thì cái sự phát triển của những cái con đuông dừa khi mà sinh ra thì nó sẽ không có đủ lượng thức ăn cũng như là nhiều quá thì không có, nó không có phát triển được nhiều, không có phát triển đồng đều được. Còn mà nếu mà chúng ta cho mà dày quá thì những cái con đực, những con kiến vương này nó cũng sẽ cắn nhau, nó tranh giành cái khu vực đẻ trứng của nó thì nó cũng dẫn đến là cái hao hụt. Thì chúng ta nên lưu ý tùy theo cái thùng mình nuôi nó lớn hay nhỏ thì chúng ta cho từ 10 đến 15 cặp thôi trong vòng trong một thùng. Thì bây giờ đây là những cái con kiến vương giống thì bên em sẽ cho vào cái thùng này thì tầm 15 cặp nhé. Sau khi chúng ta cho cái con giống này vào thì chúng ta có những cái trái chuối chín hoặc là gì đó thì chúng ta có thể là chúng ta bỏ thêm vào cho nó ăn để bổ sung dinh dưỡng nhé. Còn không có thì cũng không sao. Rồi sau khi mà chúng ta đã cho con giống vào rồi thì chúng ta sẽ sử dụng cái nắp đậy hoặc những cái lưới để chúng ta che, chúng ta đậy ở phía trên, tránh những cái ruồi muỗi vào đẻ trứng cũng như là những cái con thạch sùng, những con thằn lằn nó vào nó phá những cái ấu trùng của cái trứng này. Thì bên em sẽ sử dụng những cái tấm lưới này, chúng ta
để cho nó đảm bảo cái sự lưu thông không khí cũng như là để tránh những cái côn trùng nó vào nó phá. Thì sau khi mà chúng ta đậy cái lưới rồi, chúng ta đậy lưới chúng ta bao quanh kỹ càng rồi, thì chúng ta bỏ vào những cái nơi râm mát nhé, tránh ánh nắng mặt trời trực tiếp nhé. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video sau.